Thưa quý vị, sau thời gian dài ảnh hưởng COVID-19, ngoài việc tập trung khôi phục thị trường du khách quốc tế truyền thống, thì yêu cầu thiết lập các thị trường nguồn khách mới tại Đà Nẵng càng trở nên cấp thiết. Vì vậy, thành phố cũng xác định cần đa dạng hóa thị trường nguồn khách du lịch quốc tế, trong đó định hướng vào nguồn khách tiềm năng Ấn Độ để khôi phục ngành du lịch một cách mạnh mẽ và bền vững. Trước thời điểm COVID-19, Đà Nẵng đã đặt mục tiêu đa dạng hóa thị trường nguồn khách quốc tế để tránh lệ thuộc các thị trường truyền thống và dự phòng những rủi ro có thể gây gián đoạn các thị trường này. Theo đó, thành phố thu hút các thị trường long haul thông qua việc kết nối các cảng hàng không quốc tế, tăng cường trao đổi thương mại, du lịch với các nước trong khối Đông Nam Á, đồng thời hướng đến thị trường tiềm năng Ấn Độ. Tại sự kiện Diễn đàn Phát triển Đường bay Châu Á 2022 vừa qua, lãnh đạo thành phố khẳng định việc khôi phục mạng lưới bay quốc tế tạo thuận lợi cho du khách, doanh nghiệp và các nhà đầu tư trở lại Đà Nẵng và đẩy mạnh những thị trường khách tiềm năng khác là một trong những mục tiêu quan trọng và tiên quyết cho việc khôi phục du lịch và kinh tế xã hội thành phố. Chúng tôi đặt mục tiêu trong vòng 2 năm, từ năm 2022 sẽ khôi phục hàng không như thời điểm trước COVID-19, đặc biệt là kết nối Đà Nẵng với các trung tâm hàng không quan trọng, kết nối Đà Nẵng với các thị trường xa như Mỹ, châu Âu, Trung Đông, đồng thời tiếp tục xúc tiến các đường bay mới đến các thị trường tiềm năng như Ấn Độ, Đông Nam Á. Hiện thị trường Đông Nam Á, ba thị trường Ấn Độ đang có chính sách mở cửa tích cực thông qua sự kiện Diễn đàn Phát triển Đường bay Châu Á 2022. Đà Nẵng đã có nhiều cơ hội kết nối, hợp tác kinh doanh với các đơn vị hàng không, du lịch của các thị trường trên như hãng hàng không Indigo Ấn Độ, đạt được nhiều kết quả khả quan, dự báo tiềm năng lớn trong trao đổi thương mại, du lịch. I am here in Da Nang, which is a fantastic city. Tôi thấy Đà Nẵng là một điểm du lịch rất tuyệt vời. Sau dịch COVID-19, nhu cầu đi du lịch của người dân Ấn Độ rất cao. Trong đó, họ rất thích đi du lịch ở thành phố Đà Nẵng. Họ nhận thấy Đà Nẵng là một điểm du lịch rất tốt, vì thành phố sạch sẽ và có người thân thiện. Tôi cho rằng Đà Nẵng đã xây dựng thương hiệu rất tốt. Hiện nhiều hãng hàng không rất quan tâm đến Đà Nẵng. Bên cạnh đó, Ấn Độ và Việt Nam cũng có mối quan hệ ngoại giao tốt đẹp trong thời gian qua. Vì vậy, thông qua nhiều cuộc họp tại sự kiện này, tôi nghĩ các hãng hàng không sẽ thúc đẩy việc kết nối hàng không, du lịch với Đà Nẵng, Việt Nam. Để đẩy mạnh xúc tiến thị trường Ấn Độ, Đà Nẵng đã tổ chức chương trình giới thiệu du lịch Đà Nẵng tại New Delhi, Ấn Độ, đồng thời phối hợp với hãng hàng không Vietjet giới thiệu đến các đối tác Ấn Độ mạng đường bay trực tiếp từ các thành phố lớn của Ấn Độ đến Việt Nam, trong đó có Đà Nẵng. Hai đường bay thẳng đầu tiên từ Mumbai và New Delhi đến Đà Nẵng sẽ được khai trương từ ngày 17 và ngày 18 tháng 10. Hãng cũng sẽ khai thác ba đường bay mới đến Đà Nẵng từ Bengaluru, Hyderabad và Ahmedabad lần lượt vào các ngày 28 tháng 11, 29 tháng 11 và ngày 1 tháng 12 năm 2022. Mới đây, Đà Nẵng cũng đã đón đoàn farm trip The Best of Vietnam, được các công ty lữ hành, báo chí hàng đầu của Mumbai, trung tâm kinh tế lớn nhất Ấn Độ, khảo sát các sản phẩm du lịch về đêm khám phá cầu vàng Bana Hills. Bên cạnh đó, thành phố Đà Nẵng đã đưa ra chiến lược thu hút khách Ấn Độ, tập trung khách nghỉ dưỡng, gia đình và khách du lịch công vụ, MICE, chuẩn bị hệ thống sản phẩm, dịch vụ, cơ sở hạ tầng và nguồn nhân lực để phục vụ dòng khách này. Theo đó, Furama Đà Nẵng Resort cho biết đã chuyển công năng một nhà hàng thành nhà hàng truyền món Ấn Độ và dịch vụ cưới phù hợp với nguồn khách này. Công ty Vietnam Travelmart, một trong những đơn vị lữ hành hàng đầu của Đà Nẵng cho biết đã sẵn sàng về nguồn lực cho thị trường Ấn Độ.